Wow, hôm nay đi chụp hình về đẹp trai dữ vậy trời. Sao giống hình mới chụp vậy ta? Mọi người xem có giống không nào? À, thì ra là anh Lương Bằng Quang, anh trai của mình đây mọi người ơi. Mình là Lương Bằng Lòng. Mà Bằng Lòng yêu tất cả mọi người đó. Đùa thôi. Và đây là một nam ca sĩ sẽ xuất hiện trong chương trình giao lưu cùng tất cả mọi người vào ngày 31 tháng 8 thứ năm tuần này, cùng với anh Lương Bằng Quang, một người không thể thiếu, đó là bạn nữ DJ Ngân 98. Chúng ta còn chần chờ gì nữa, hãy gọi tới số hotline và đặt bàn vào ngày 31 tháng 8 thứ năm tuần này để được một chiếc view thật là đẹp và giao lưu cùng tất cả mọi người với một đêm thật là sôi động và cháy hết mình.